Chào mọi người, đây là Trường đến từ Mawan đây. Ở đây mình đang có một chiếc MacBook Air 2022, một chiếc máy được rất nhiều người săn đón trong thời điểm vừa qua. Bỏ qua những cái thay đổi về thiết kế mà đập vào mắt chúng ta khi mới mua đúng không? Thì sau một thời gian sử dụng, sau một thời gian trải nghiệm, mình đã nhận ra được ở trên chiếc MacBook này vẫn có một vài điểm chưa đạt được như kỳ vọng, đặc biệt là so với một mức giá đang cao hơn nhiều so với cả chiếc MacBook Air 2020. Vậy những cái điểm mà mình muốn nói ở đây là gì? Cùng bắt đầu video để tìm hiểu nhé. Tất nhiên đây không phải một video để chê MacBook Air M2 đâu. Chiếc máy này vẫn rất là tuyệt vời nếu mọi người đã yêu thích em nó. Và chiếc máy này vẫn đang có sẵn rất nhiều hàng ở Mac1. Link mình sẽ để ở phía bên dưới cho mọi người nhá. Quay trở lại với video này. Trước tiên, tại sao MacBook Air M2 lại chưa đạt được như kỳ vọng? Để giải thích thì mình muốn đề cập một chút về cái chiếc MacBook Air M1. Ở thời điểm ra mắt, MacBook Air M1 thực sự là một sản phẩm mang tính cách mạng. Hiệu năng đỉnh này, thời lượng pin thì tuyệt vời này, và rất nhiều các tính năng khác. Có chăng cái điểm chê ở trên MacBook Air M1 chỉ là nó chưa được tối ưu nhiều cho các cái phần mềm thôi. Và hiện tại chúng ta có MacBook Air M2 được Apple cải tiến từ trong ra ngoài luôn. Nhưng mà cái trong quá trình sử dụng, mình lại thấy cái sự nâng cấp của MacBook Air M2 so với Air M1 lại không đáng kể so với Air M1 ở các phiên bản trước đó. Chưa kể đến là cái mức giá mà mình phải bỏ ra cho chiếc MacBook Air M2 lại cao hơn hẳn so với cả MacBook Air M1. Tại thời điểm này so sánh thì có thể sẽ cao hơn tầm 6-7 triệu đấy. Có khá nhiều tranh cãi về MacBook Air M2 kể từ thời điểm ra mắt. Thứ nhất, chắc chắn là về cái tốc độ SSD. Đúng đấy mọi người ạ, SSD ở trên phiên bản Base 256 của MacBook Air M2 thậm chí còn chậm hơn đáng kể so với cấu hình tương tự trên MacBook Air M1. Mặc dù người mua gần như cũng chẳng để ý hoặc là ít quan tâm đến cái vấn đề này, bởi vì nó không quá ảnh hưởng đến trong việc sử dụng thực tế của mọi người. Tuy nhiên đây không nên là lý do để biện minh cho việc là đáng lẽ một chiếc MacBook đời mới nó phải cải tiến mạnh mẽ hơn cho đáng với cái số tiền chênh lệch mà mình đã phải bỏ ra. Cảm nhận như vậy thì đúng là ăn một cú lừa đến từ Apple rồi. Và không chỉ SSD nhé, vấn đề nhiệt độ ở trên MacBook Air M2 cũng là một điều đáng lưu ý khi mà Apple cho phép chip M2 được ăn nhiều điện hơn, dẫn đến việc con chip M2 sẽ nóng hơn khi sử dụng hơn là M1. Dù không chênh lệch quá nhiều, nhưng MacBook Air hiện tại có cái thiết kế không có quạt tản nhiệt cũng sẽ gây ảnh hưởng cho những ai quan tâm đến vấn đề nhiệt độ, vì nóng hơn tương đương với việc tụt pin nhanh hơn và cái hiệu năng khi mà mọi người làm việc hardcore ấy, nó sẽ bóp lại một chút. Vì vậy, chắc chắn là những ai đang có ý định mua cái sản phẩm này sẽ có một điểm hoài nghi là liệu nó có bị cắt xén tính năng như vậy. Thì M2 bỏ ra số tiền chênh hơn 6-7 triệu so với M1 vốn đã được tin dùng hơn từ trước. Và một khi bạn đã xem mức giá của MacBook M1 so với M2 thì có lẽ bạn muốn bỏ qua luôn chiếc M2. Vậy thì từ sau những cái điểm trừ mình đã nói ở trên MacBook M2, liệu chiếc máy này có còn đáng mua? Câu trả lời là có. Tất nhiên là khi bạn không quá quan tâm về chi phí chênh lên và vẫn muốn sở hữu một sản phẩm MacBook của tương lai. Đúng, chiếc MacBook Air M1 vẫn là một món hàng quá hời tại thời điểm này. Tuy nhiên, phần khung bên ngoài của máy đã có cái sự lỗi thời rồi. Và tại thời điểm hiện tại, MacBook Air M2 với một cái bộ khung mới hơn, cùng với đó có thêm tai thỏ này, sáng MagSafe này, chắc chắn là sẽ làm cho chúng ta có cái trải nghiệm bên ngoài đã nhé. Bên ngoài ngoại hình nó đã tốt rồi. Còn về trải nghiệm thì nếu mà mọi người đã dùng MacBook Air M1 rồi, gần như mọi người sẽ không thấy có cái trải nghiệm gì khác trên M2 về hiệu năng nhé. Nó vẫn cực kỳ mỏng nhẹ này, thời lượng pin tốt này, hiệu năng quá thoải mái luôn. Phải chăng nếu mà bạn là người học online nhiều trên MacBook thì cái cam 1080p này lại là một cái điểm cộng nhỏ nhỏ nữa cho MacBook M2 đó. Những cái nhược điểm mà nãy mình vừa nói, mọi người thấy thế nào ạ? Nó cần cho đối tượng nào? Đúng vậy, nó sẽ cần cho cái đối tượng mà cần một cái hiệu năng tối đa, chạy hardcore hết sức có thể ở trên chiếc MacBook M2. Như vậy thì cần một chiếc máy có sức mạnh cao như thế để làm gì? Thường thì chắc là mọi người sẽ chọn để làm ảnh này, làm nhạc này hay làm code này. Thì cái đối tượng đó nó lại đẩy sang cho MacBook Pro M2 rồi. Nên là MacBook M2 vẫn giữ được cho mình cái thiết kế tốt này và cái sử dụng vẫn là ok. Tóm lại, chiếc MacBook M2 vẫn rất tốt nhưng rất tiếc chưa đủ để vượt trội hơn hẳn so với M1. Tức là nếu mọi người chọn M2 thì là sẽ là vì thiết kế này, hoặc là mọi người chưa có M1 thôi. Còn nếu mà có M1 thì cứ trung thành với em nó cũng được, không sao cả. Nếu các bạn đang có cùng quan điểm với mình hoặc là có những cái ý kiến khác xung quanh chiếc MacBook M2, có thể để lại bên dưới phần comment nhá. Và đừng quên cho một nút like, một subscribe kênh YouTube của Mac1 và đón xem những nội dung khác của chúng mình nhá. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.